Xin chào tất cả bà con đã quay trở lại với kênh Nông nghiệp Chân Tâm. Thì hôm nay Minh Khoa tiếp tục làm video để chia sẻ về quy trình chăm sóc phòng ngừa sâu bệnh của các loại cây trồng. Thì chủ đề quay ngày hôm nay Minh Khoa chia sẻ bà con về một cái loại bệnh hại rất thường gặp trên cây có múi, ví dụ như cây cam, cây quýt, cây chanh bông tím, cây bưởi da xanh, cây bưởi diễn, cây bưởi đào, nói chung là các loại cây có múi thì thường xuyên gặp phải cái bệnh này. Thì nếu như bà con nhìn hình ảnh ở trên màn hình thì cũng có thể đoán được cái bệnh này là bệnh gì rồi. Thì chủ đề quay ngày hôm nay đó là bệnh ghẻ lết do vi khuẩn trên cây có múi, nguyên nhân, triệu chứng và cách phòng trị. Nội dung của video này gồm 4 nội dung chính. 1 là nguyên nhân gây bệnh, 2 là triệu chứng của bệnh, 3 là điều kiện phát triển, 4 là biện pháp phòng và trị bệnh. Chúng ta bắt đầu đi vào phần thứ nhất là nguyên nhân gây bệnh. Thì nguyên nhân gây bệnh ghẻ lết do vi khuẩn gây nên. Vi khuẩn này có hình gậy, một đầu có hình lông mao gam âm, áo khí. Khuẩn lạc là trong môi trường nuôi cấy thì màu vàng bóng, hơi hồng, rìa hơi lượng. Thì những cái này là những cái thuật ngữ về mặt khoa học, thì bà con mình chỉ cần xem qua thôi, cũng không cần phải lưu ý nhiều ở phần này. Bà con chỉ cần ghi nhớ bệnh ghẻ lết là do vi khuẩn gây nên chứ không phải là do nấm. Thực ra cái bệnh ghẻ này nó có hai loại, một là ghẻ loét, hai là ghẻ sẹo. Bệnh ghẻ loét thì nó do vi khuẩn gây nên, còn bệnh ghẻ sẹo thì là do nấm. Bà con mình phải nắm vững được cái phần nguyên nhân gây bệnh này. Thì khi mình nắm vững được cái nguyên nhân gây bệnh rồi á, thì đến lúc bà con mình phòng và trị nó, mình sẽ dùng đúng thuốc và không bị nhầm lẫn. Bởi vì cái này rất nhiều bà con nhầm lẫn về cái vấn đề mà xác định cái nguyên nhân gây bệnh. Thành ra đến lúc phòng trị là bà con dùng thuốc không đúng, dẫn đến tình trạng là cây của mình nó bệnh hoài, nó không có hết được. Thì cái đó chút xíu nữa phần phòng trị thì sẽ đào sâu hơn về vấn đề này. Chúng ta đi sang cái vấn đề là triệu chứng của bệnh. Thì ở trên lá, khi mà lá cây nó bị mắc bệnh loét thì ban đầu nó sẽ xuất hiện những cái chấm nhỏ với đường kính là khá nhỏ, chỉ khoảng độ 1 mm, có màu vàng ống. Và ta thường thấy nó xuất hiện ở mặt dưới của chiếc lá trước. Các bạn thấy trong hình ảnh này, nó xuất hiện ở mặt dưới của lá. Sau đó thì những cái chấm này sẽ lớn dần lên, có màu nâu nhạt hoặc là màu trắng nhạt, chiếc lá này sẽ dần biến đổi về màu sắc, hình dạng, dễ rụng, và cây con và cây trưởng thành khi bị nặng thì lá sẽ bị rụng hết. Đây là cái hình ảnh mà bệnh ghẻ loét ở mặt dưới của lá. Mặt trên của lá bà con có thể thấy là những cái điểm nó nhỏ và xung quanh nó có cái màu vàng vàng trắng nè. Bà con mình rất là nhễ nhận biết cái biểu hiện nó ở trên lá. Đây là cái lá cây chanh nó bị ghẻ loét. Thì cái này chanh bông tím là gặp rất là nhiều luôn. Rồi bưởi da xanh cũng gặp rất là nhiều, cam quýt đều bị hết. Chúng ta tiếp theo là triệu chứng gây bệnh ở trên quả. Thì vết loét khi mà xuất hiện ở trên quả thì cũng như là lá, nó sẽ có những cái chấm nhỏ màu nâu và xuất hiện những cái vết bệnh nó xù xì hơn. Phần mép ngoài thì nó nổi lên những gờ và những cái nốt bệnh ở phần mô tế bào quả sẽ bị chết và rạn nứt. Nếu bị nặng thì toàn bộ chiều dày của quả sẽ bị loét dần và chúng sẽ ăn sâu hơn vào phần thịt quả bên trong. Và những quả bị nhiễm bệnh loét, cây sẽ bị biến dạng, thậm chí là bị khô, ít nước và mẫu mã nó xấu đi, ảnh hưởng tới chất lượng của quả. Đây bà con thấy những cái quả này nó bị ghẻ loét là mình rất là dễ nhận biết. Đây là ghẻ loét trên bưởi da xanh. Ghẻ loét nó nhìn nó làm thành những cái vết sẹo rất là lớn. Và ở những cái điểm mà nó bị bệnh gây sẹo này ở trong, nó ăn sâu vào phần thịt quả, nó làm phần thịt quả bên trong nó bị hư. Thành ra gần như là những cái trái mà bị ghẻ loét như thế này là thương lái họ sẽ mua giá rất là thấp, gọi là bưởi này là bưởi dạt rồi chứ không còn phải là một cái bưởi bình thường nữa, bởi vì nó ảnh hưởng vừa mẫu mã ở bên ngoài và vừa chất lượng ở bên trong. Đây là những trái cam bị bệnh ghẻ loét do vi khuẩn. Cái bệnh ghẻ loét do vi khuẩn này bà con mình nhìn rất là dễ biết, bởi vì nó có xung quanh lúc nào nó có những cái viền màu vàng này. Bà con để ý theo cái câu trỏ chuột, ngoài cái vết bệnh ở xong nó màu nâu, nó gờ lên đó, xung quanh bắt đầu nó có những cái vòng tròn màu vàng, đây vàng trắng, rất là dễ nhận biết luôn. Rồi bệnh này ở trên thân thì nó có, và cành cây thì nó cũng có biểu hiện là như ở trên quả và trên lá. Thì những cái vết bệnh loét trên này nó sẽ xùi lên rõ ràng và nhìn rõ hơn ở trên lá, và có những trường hợp thì vết loét ở thân nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng nề, nó kéo dài khoảng 15 cm. Đã có rất là nhiều vườn bị cái tình trạng nó bị loét mà nó khô cả cành luôn, khô cả đọt và khô cả cành. Đây là những hình ảnh mà nó bị loét ở trên cành, mà con thấy này, nhìn rất là rõ ha. Đây nó loét ở trên cành, loét ở trên lá này,
rồi lá trên trái này, mình rất là dễ nhận biết những cái hình ảnh này. Đây là những cái cây chanh nó bị ghẻ loét rất là nặng, bắt đầu nó ghẻ, nó bắt đầu thông thường nó ghẻ trên lá trước, bắt đầu nó ăn sâu vào cành, rồi thậm chí nó ăn sâu ở vào thân luôn. Thì triệu chứng của bệnh ghẻ loét này thì bà con mình nhìn thấy là mình sẽ nhận ra được ngay. Mình cứ nhìn thấy những cái điểm nó có những cái nốt màu nâu ở giữa và xung quanh nó có những cái vòng tròn hoặc là những cái rìa xung quanh nó màu vàng hoặc là màu vàng trắng, thì mình nhận biết được ngay đây là bệnh ghẻ loét chứ không phải là những cái loại bệnh khác. Không phải là những cái bệnh khác thì nó có biểu hiện hiện khác. Điều kiện phát sinh bệnh thì vi khuẩn này nó tồn tại trên những bộ phận của cây như là lá, quả, thân, và khi gặp điều kiện thuận lợi vi khuẩn sẽ phát triển mạnh mẽ. Thậm chí là vi khuẩn này nó tồn tại ở những một số cái loại cây đặc biệt mà nó giống như là cây ký chủ của cái loại vi khuẩn này á. Ví dụ chanh bông tím nè, hầu như vườn chanh bông tím nào là cũng bị tình trạng là bị ghẻ loét này. Bà con mình phòng trị cỡ nào cũng bị, bưởi da xanh thì có vườn bị vườn không, có không phải vườn nào nó không bị, nhưng có một số cây ví dụ như là cây bông chanh bông tím, rồi một số loại cam và quýt thì lúc nào nó cũng bị cái tình trạng này hết. Khi mà cái vi khuẩn này á, nó tồn tại trên cây như vậy và nó gặp những cái tác nhân môi trường ví dụ như gió này, nước mưa này, thì nó sẽ khiến cho vi khuẩn này nó lây lan ra. Cái này đặc biệt là nó vào thời điểm mùa mưa, khi mà độ ẩm cao rồi gió nhiều thì vi khuẩn này phát triển mạnh mẽ và nó lây lan ra vườn của mình, gây lên cái bệnh dịch hại là bệnh ghẻ loét. Rồi khi mà sâu vẽ bùa nó tấn công, sâu vẽ bùa vào mùa mưa thì nó phát triển cung rất là nhiều. Sâu vẽ bùa và các loại côn trùng chích thúc nó tấn công vào lá thì nó hình thành nên những cái vết thương khiến cho nấm khuẩn của mình nó xâm nhập vào. Thì nấm khuẩn này nó vừa có ở trên cây, nó vừa có trong đất, vừa có trong môi trường, thì khi gặp những điều kiện thuận lợi trên thì nó sẽ xâm nhập vào cây, nó làm cho cái bệnh nó diễn biến phức tạp hơn. Rồi bệnh thì nó phát triển mạnh ở trên đất và trên cây thiếu kali. Những vườn nào mà mình bón thiếu kali, bón thừa đạm, thừa lân thì dễ xảy ra cái tình trạng là bị bệnh ghẻ loét này. Rồi cái bệnh ghẻ loét này thì nó sẽ phát triển mạnh và gây hại mạnh ở lá non và trái non. Bởi vì bà con mình phải lưu ý một chỗ là cái lá non và cái trái non thì nó chứa rất là nhiều nước. Nước ở trong cây nó tập trung ở lá non và ở trái non. Thì lúc này nó hình thành lấy cái điều kiện lý tưởng để mà cái con vi khuẩn này nó hoạt động và nó lây lan. Về lá già hoặc là những cái trái già thì nó vẫn bị cái bệnh ghẻ loét này, nhưng có tỷ lệ bệnh là nó bị ít hơn. Thì khi mình xác định được những cái điều kiện phát sinh, như nó nằm ở trên thân cả lá nè, rồi vào mùa mưa thì nó sẽ phát triển mạnh nè, rồi khi nào sâu vẽ bùa nó tấn công thì sẽ phát triển cái bệnh này, rồi gây hại trên lá non, trái non. Mình xác định được hết những cái điều kiện phát sinh đó thì sẽ rất là thuận lợi cho cái quá trình mà mình phòng và trị bệnh sau này. Mình qua tiếp tục là cái biện pháp phòng và trị bệnh. Thì cái phần này mình qua sẽ chia kỹ với bà con nè. Thì về biện pháp cơ học thì vườn trồng cây ăn quả phải có hệ thống thoát nước tốt, không trồng giống bị nhiễm bệnh và không trồng quá dày để tạo độ đột phá trong vườn. Cái này thì chia sẻ bà con rất là nhiều lần rồi. Đối với những vườn cây ăn quả không riêng gì về cây có múi, mà kể cả sầu riêng hoặc tất cả cây trồng khác, khi mình lên một cái mảnh vườn thì cái điều đầu tiên là mình phải ngắm được cái thế đất của mình. Mình biết thiết kế được cái hệ thống thoát nước. Bởi vì chỉ cần mưa, tất cả toàn bộ nấm khuẩn nằm ở trong đất rồi trong môi trường nó sẽ lây lan theo cái đường nước mưa rất là mạnh. Ngoài cái bệnh ghẻ loét này ra thì nó còn hàng chục cái loại bệnh khác cũng lây lan theo cái đường nước này. Cho nên khi bà con mình thiết kế vườn thì mình phải thiết kế, thứ nhất là lên liếp nè. Đối với miền Tây thì mình phải lên liếp, lên mô. Đối với miền Đông Nam Bộ hoặc Tây Nguyên thì cũng phải là lên mô là tốt nhất. Và mình phải thiết kế được cái đường thoát nước làm sao, ví dụ cái thế đất của mình nó nghiêng ở đâu thì mình sẽ đưa cái đường nước nó chảy về đó. Và nhất quyết là mình sẽ không có chọn những cái giống bị nhiễm bệnh. Thì khi bà con mua giống thì mình phải nhận biết được cái giống của mình nó đang nhiễm bệnh hay không. Bởi vì có những, tại vì là nhiều cái cơ sở làm giống họ cũng không có thể nào mà nắm vững hết được. Thì lúc mua mình là người tiêu dùng, mình là người quyết định cái mảnh vườn của mình, thì mình phải để ý được cái vấn đề là cái giống của mình phải thực sự là giống nó sạch bệnh hay không, nó có nhiễm bao nhiêu, phải để ý từng cái lá và từng cái thân của nó có những cái vết bệnh hay không. Nếu như có vết bệnh ngay từ đầu thì mình sẽ tìm mua cái giống khác, hoặc là nếu như mà biết nó bị ngay từ đầu như vậy thì phòng trị của mình nó tốt hơn. Và cái vườn của mình trồng không được quá dày, bởi vì khi mình trồng dày thì nó sẽ thiếu ánh nắng
Thì khi mưa xuống mà nắng lên đó, mình bị trồng dày quá thì mình không có thoát, không có làm cái vườn của mình nó nhanh, nó khô ráo đi được, thì nó sẽ xảy ra tình trạng là cây của mình nó sẽ dễ bị nhiễm nấm nhiễm bệnh. Bà con có thể thấy ở trong màn ảnh là vườn bưởi da xanh này thiết kế một cách rất là rộng ha, có đường thoát nước, rồi có cái mật độ trồng hợp lý. Rồi tiếp theo đó là cắt và thu gom cành lá quả bị bệnh đem tiêu hủy nguồn bệnh. Thì cái này thì những cái vườn mà bị nặng á, bị hoặc là mình nói chung là vườn bị nhẹ, mình mới thấy điểm ở đâu đó trong vườn một vài cành á, thì có thể là mình cắt cái cành đó mình mang đi mình tiêu hủy. Hoặc những vườn bị nặng mình vừa phun thuốc và mình cũng kết hợp là mình cắt bỏ những cái trái nào nó bị hư, hoặc những cành nó bị hư nặng quá thì mình có thu gom lại một chỗ, thì mình sẽ rải vôi lên đó. Dụ thu gom là một chỗ rồi, trước nhất là mình sẽ rải vôi xung quanh cái khu vực mà mình thu gom mình tiêu hủy đó để bệnh nó không có lây lan ra bên ngoài, và mình chờ nó khô mình sẽ tiến hành mình đốt bỏ đi. Đối với cành lá thì mình đốt, hoặc là mình sẽ đào những cái hố trong vườn của mình, thiết kế những cái khu vực nào mình làm những cái hố, rồi mình đưa những cái cành quả hư mình đưa xuống dưới cái hố đó, rồi mình có thể là rải vôi, rồi đến khi nó khô mình đốt đi hoặc là mình chôn lấp lại, đó là tùy nhà vườn của mình. Và những vườn mà bị bệnh thì mình sẽ không tưới nước lên tán cây vào chiều mát và không tưới thừa nước. Thì cái bệnh vi khuẩn này á, nó lây lan theo đường nước, không chỉ là nước mưa nước đó trong hay, mà nó còn lây lan ở trong thân của mình bằng cái đường vận chuyển nước ở trong thân. Cho nên là bà con mình khi mà vườn đã bị bệnh rồi thì không tưới nước vào buổi lên tán vào buổi chiều mát, không tưới vào chiều mát, bởi vì khi mình càng tưới thì nó giống như là mưa, mình tưới lên tán thì coi như là mình tạo thành mưa, thì nó sẽ lây lan ra những cái bộ phận khác mà nó chưa bị bệnh. Và mình không tưới thừa nước, thậm chí là mình sẽ giảm lượng nước tưới trong khi mà mình trị cái bệnh ghẻ lát này, thì cái vấn đề mình trị nó sẽ nhanh hơn. Và tỉa cành tạo tán định kỳ để vườn không quá bị rậm rạp. Thì cái này cây trồng làm cây có múi hoặc cây ăn trái thì bà con mình ai cũng phải lưu ý vấn đề này rồi, lúc nào phải đốn tỉa cành rồi tạo tán để vườn của mình nó không rậm rạp, nó có độ thông thoáng để ánh nắng nó chiếu vào thì nó khô và nó sẽ không có tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn nó phát triển, và mình tránh tạo thành vết thương cơ giới cho vi khuẩn xâm nhập. Thì cái này khi mà mình cắt á, bà con mình lưu ý vào thời điểm mùa mưa này thì cây trồng cây có múi của mình mùa mưa mình vẫn phải cắt cành tạo tán bình thường, chứ không thể nào mà mình không cắt cành tạo tán được, tại vì tới đợt làm cơi thì phải buộc phải cắt cành tạo tán. Thì những cái vết thương cơ giới này á, bà con phải lưu ý sát trùng sát khuẩn kỹ ở mùa mưa. Mùa nắng thì mình ít sợ, bởi vì mùa nắng thì cái mật độ vi khuẩn nó không có nhiều, và kể cả nó có thì nó cũng bị ánh nắng nó tiêu diệt đi rất là nhiều, cho nên là mình không có sợ lắm. Thì vào mùa mưa thì mình phải thứ nhất là sát trùng sát khuẩn cái dụng cụ cắt là cắt cành của mình. Thì bà con có thể là pha nước vôi hoặc là những dung dịch sát khuẩn ví dụ cồn chẳng hạn, thì mình sẽ pha vào những cái bình mình đeo bên mình của mình đi. Khi mình cắt hết cây này có thể mình nhúng cái kéo vào đó rồi mình tiếp tục mình cắt cây khác, thì này đương nhiên nó hơi phiền phức một chút và hơi mất công bà con một chút xíu thôi, chứ thật ra nó cũng không nhiều lắm. Mình mang theo một cái bình ở bên hông rồi mình nhúng cái kéo của mình vào thì nó cũng đơn giản thôi, chứ không phải là nó quá gì là phức tạp. Nhưng khi bà con như vậy, ví dụ cái cây này nó bị nhiễm bệnh mà bà con mình không thấy, bà con mình cắt nhầm, thì khi mình cắt xong cái cây này thì mình đã sát trùng sát khuẩn, nó sẽ không lây vào những cái cây xung quanh. Cái điều đó là bà con mình đỡ hình thành nên những cái đợt mà bệnh hại lớn ở trên vườn của mình. Tại vì nếu như mình vườn của mình bị nhỏ một khu vực nào đó, ví dụ vài chục cây hay gì đó, mình chỉ khoanh vùng khu vực đó mình phun thuốc trị bệnh và xung quanh mình phun phòng ngừa thôi, thì cái cách làm đó mình cũng sẽ tiết kiệm được cái chi phí nhân công cũng như là cái vấn đề mà chi phí về phân thuốc của mình rất là nhiều. Thì bà con mình lưu ý trong mùa mưa và sau khi cắt cành tạo tán xong thì mình phải phun thuốc nấm bệnh để mình phòng ngừa liền. Bà con có thể dùng những cái sản phẩm mà đơn giản thôi, ví dụ tinh vôi chẳng hạn. Tinh vôi thì nó rất là rẻ, mình pha một gói như vậy với 1.000 lít nước là mình phun phòng thì cực kỳ rẻ luôn. Cái này cái tinh vôi này thì cũng chia sẻ bà con nhiều cái video rồi, bà con mình có thể xem lại những cái video trước, có hai mấy ngàn một phi à, là mình phun hết toàn vườn mình phun thoải mái để mà mình phòng được cái phòng và sát trùng sát khuẩn cái vết thương. Cái biện pháp tiếp theo là mình sẽ đi vào cái quy trình bón phân. Thì cái quy trình bón phân này á, nó ảnh hưởng tới cái phòng và trị bệnh ghẻ lát này rất là nhiều. Ở quy trình bón phân thì mình phải bón phân cân đối NPK, không bón nhiều phân đạm trong mùa mưa. Cái lý do là mình không bón nhiều phân đạm trong mùa mưa là bởi vì mùa mưa khi mà nước mưa nó xuống, trong cái nước mưa nó đã có một cái lượng đạm nhất định rồi, và vào mùa mưa thì là điều kiện nấm khuẩn nó phát triển rất là mạnh. Mà khi mình bón nhiều đạm, thứ nhất là cây của mình thừa đạm là nó sẽ giảm sức đề kháng đi. Thứ hai khi mà bón thừa đạm á, là cái lá của mình nó sẽ rất là mỏng,
Và khi cái lá của mình nó bị mỏng á, những cái cơn gió hoặc những cái trận mưa nó có kèm theo gió, thì những cái cành lá của mình nó va đập với nhau thì nó sẽ tạo thành những cái vết xước. Mà những cái vết xước này thì bà con mình hầu như là không không nhìn vào mắt thường thấy được, mà ví dụ mình soi bằng kính lúp là mình sẽ thấy những cái vết xước của nó. Thì đây chính là cái điều kiện để mà cái con vi khuẩn này nó xâm nhập vào và nó gây nên bệnh kẻ loét trong mùa mưa. Và tăng cường báo kali cho những vườn cây đang bị bệnh, không bó phân đạm và phun phân bón lá khi cây bệnh đang phát triển. Thì cái này bà con cũng phải lưu ý nè, cái bệnh này nó phát triển ở những vườn mà nó bị thiếu kali. Thì khi mà nó bị bệnh là mình xác định là nó chắc chắn là cây của mình nó thiếu kali rồi, bà con mình bổ sung kali, nhưng mà không bổ sung kali nhiều nha, tùy vào cái lực của cây và cái độ lớn của cây mà mình bón cái lượng cho nó vừa vừa phải thôi. Bởi vì kali mà bà con bón một lần quá nhiều á, nó dễ gây ra tình trạng nó bị cháy rễ hoặc nó bị sượng múi. Không bón phân đạm thì cái đó là chắc chắn rồi, lúc mà cây đang bệnh thì tuyệt đối là bà con mình không được phép bón phân đạm và phun phân bón lá luôn. Lúc này á, trên lá mình chỉ có được phép là phun là phân bón lá, là mình chưa được phép dùng trung vi lượng nè, hoặc là dùng những cái loại kali silic nè. Kali silic thì mình có thể phun, hoặc là những cái loại phân bón lá mà có gốc lân, gốc muối phosphonat và gốc kali dưới dạng muối, ví dụ như gốc lân kích kháng hoặc là những cái mà canxi magie thì mình có thể phun. Chứ lúc đó mình phun ví dụ như là amino acid amin nè, rồi những cái mà ví dụ như là NPK 33, 11, 11 và những loại dưỡng trái, nó chứa nhiều cái loại dinh dưỡng thì nó là thức ăn cho những cái con vi khuẩn này nó phát triển. Rồi bổ sung trung vi lượng và các cái sản phẩm mà tăng sức đề kháng hỗ trợ dày lá. Thì trên màn ảnh bà con xem đang nhìn thấy là một cái bộ sản phẩm mà áp dụng rất là nhiều vườn, đó là cái lân kích kháng và mít canxi. Ngày xưa thì cái này mình sử dụng là cái phốt và canxi magie, bây giờ nó là lân kích kháng và mít canxi. Thì trong hai cái sản phẩm này á, sản phẩm mà lân kích kháng thì nó chứa cái hai cái gốc muối muối phosphonat là gốc lân và gốc muối kali. Còn cái mít canxi này thì nó chứa là canxi và magie, là hai thành phần chủ đạo. Thì khi mình sử dụng cái bộ này trong mùa mưa, ví dụ mỗi một cây lá lúc mà lá của mình đã mở đủ kích cỡ, mình phun hoặc là tưới gấp cái bộ đôi sản phẩm này, nó sẽ giúp cái lá của mình nó dày lên rất là khác biệt. Bà con nào mà đã từng sử dụng qua cái bộ sản phẩm này rồi thì bà con mình chắc chắn là sẽ hiểu được cái vấn đề nó dày lá như thế nào. Và khi cái lá nó dày thì đã chia sẻ với bà con ở phần trước rồi, cái lá của mình nó dày lên thì lúc mà mưa hoặc gió nó ít bị cái tình trạng là nó sẽ bị rách lá hơn là những vườn mà lá nó mỏng. Cho nên bà con mình lưu ý về về cái thời điểm mùa mưa này thì phải bổ sung những cái loại làm cho nó dày lá, đó những cái sản phẩm mà nó chứa trung vi lượng và tăng sức đề kháng cho cây trồng của mình. Rồi cái vấn đề cuối cùng trong vấn đề bón phân, đó là mình không sử dụng phân chuồng chưa ủ hoai, hoặc là mình lạm dụng phân vi sinh có chứa vi sinh vật cố định đạm cao. Thì cái vấn đề mà sử dụng phân chưa ủ hoai thì bà con mình đã chia sẻ với bà con ở những cái video khác rồi. Vấn đề khi mà cái phân của mình nó chưa ủ hoai, trong đó nó sẽ chứa những cái loại vi khuẩn rồi nấm, và nó là thức ăn, nó là điều kiện để mà các cái bệnh hại của mình, bệnh về nấm, về tuyến trùng nó phát triển mạnh. Thì bà con mình lưu ý, nếu mà sử dụng phân chuồng trong thời điểm mùa mưa thì mình phải sử dụng phân chuồng đã ủ hoai, và đặc biệt là mình hạn chế bón phân chuồng trong cái thời điểm mà mưa dầm. Cao điểm mùa mưa lúc mà mưa ví dụ mấy ngày nó mưa liên tiếp thì mình sẽ không bón phân chuồng, thì đó mình bón nó không hợp lý và không có tác dụng cho cây nhiều. Rồi một cái nữa đó là vấn đề mà lạm dụng phân vi sinh chứa vi sinh vật cố định đạm cao. Thì cái này đã rất là nhiều bà con mình gặp phải cái tình trạng này, bà con mình bón phân vi sinh bón rất là nhiều luôn. Thế bà con mình mới gọi tới là tư vấn, ủa tại sao mà tôi xài mỗi có phân toàn xài phân vi sinh không, mà vườn bây giờ ghẻ ghẻ quá trời ghẻ, mà ghẻ không trị được luôn. Bà con mình phun thuốc liên tục mà vẫn không trị được cái bệnh ghẻ này, trong khi đó là chủ đạo là chỉ bón phân vi sinh. Cái này không phải là phân vi sinh nó xấu, mà tại vì bà con mình sử dụng không có đúng thời điểm và không có đúng cái mục đích của nó. Ví dụ thời điểm mà mưa dầm hoặc những vườn mà có dấu hiệu thừa đạm mà mình bón phân vi sinh, trong phân vi sinh thì nó chứa một cái loại vi sinh là vi sinh vật cố định đạm. Thì khi mà những cái loại phân nào mà càng chất lượng càng tốt á, thì cái mật số con vi sinh vật cố định đạm này nó càng cao. Và khi nó cao quá thì nó cố định đạm ở trong đất, trong nước mưa, trong cây của mình lại, và cây của mình hấp thu lên, dẫn tới tình trạng là cây của mình không có bón đạm nhưng mà lại bị gặp tình trạng thừa đạm. Hoặc là cây mình đang trị bệnh, mình nghĩ là bây giờ không bón được NPK thì mình bón vi sinh cho nó, nhưng vô tình là cái vi sinh này nó cố định đạm,
nó gây ra tình trạng là mình không chữa được bệnh. Thì cái này bà con phải lưu ý, khi mình mua phân thì mình sẽ hỏi đại lý hoặc là hỏi công ty hay là hỏi người nào mà bán cái phân đó là trong cái phân vi này sinh này nó có chứa vi sinh vật cố định đạm không, và vi sinh vật cố định đạm này nó cao hay là thấp, thì người bán họ phải trung thực họ trả lời cho mình thì mình mới sử dụng. Ví dụ như mà trong thời điểm mà cây nó đang rẻ, bà con mình có thể bón phân vi sinh nhưng mà là những cái dòng vi sinh không có chứa vi sinh vật cố định đạm cao, thì cái này bà con mình lưu ý trong vấn đề đó. À, cái biện pháp tiếp theo là mình sẽ phòng sâu vé bùa và chích thuốc. Thì trong cái thời điểm mùa mưa này là cái điều kiện mà rễ loét nó phát triển mạnh, thì kèm theo đó là sâu vé bùa trong thời điểm này nó phát triển rất là nhiều, bà con mình phải phòng sâu vé bùa. Chỉ cần mình phòng được sâu vé bùa thì có thể nói là mình đã giảm được gần như là một nửa cái nguy cơ gây ra bệnh rễ loét. Bởi vì con sâu vé bùa khi mà nó vẽ bùa trên lá của mình nó tạo thành những vết thương rất là lớn mà bà con mình nhìn bà con thấy rõ, và một số loại côn trùng chích thuốc cũng vậy. Thì những cái vết thương này nó bình thường, ví dụ như cái da của mình nó liền nó không có sao thì rất là khó mà nấm bệnh nó xâm nhập vào. Bây giờ nó có những cái vết thương với những vết thương hở thế này thì cộng với điều kiện thời tiết rồi những cái nấm khuẩn xung quanh nó phát triển mạnh thì nó sẽ gây ra cái tình trạng là bị rễ loét. Thì bà con mình có thể phòng sâu vé bùa và chích thuốc. Bà con có thể dùng ví dụ như là dầu khoáng nè, hoặc là một số loại ví dụ như abamectin rồi những cái thuốc hóa học để mà mình phòng. Thì con sâu vé bùa này nó không khó phòng đâu, bà con chỉ cần phòng đúng thời điểm thôi. Làm sao mà cây của mình phải ra cơi tập trung, mình tập trung cho ra cơi đúng một lần để mình phun là nó sẽ không bị con sâu vé bùa. Còn nếu như bà con mình mà cứ ra cơi không có tập trung, ví dụ vài hôm là ra một đợt đọt ở một số cây này rồi một số có cây kia nó ra một đợt đọt ra liên tục như vậy thì bà con mình dùng cái gì nó cũng không có trị được con sâu vé bùa này đâu. Còn nếu như theo sản phẩm của công ty Nông Tâm thì mình sẽ sử dụng cái bộ đôi tinh dầu trị sâu và tinh dầu trị nấm để mà mình phòng ngừa cái con sâu vé bùa cũng như là bệnh rễ loét này. Thì cái bộ đôi này thì cũng chia sẻ bà con nhiều lắm rồi, bà con mình cũng đã hiểu được, cũng đã sử dụng trải qua và biết được cái chất lượng của nó như thế nào. Cái biện pháp tiếp theo là mình sẽ phun thuốc nấm khuẩn để phòng và trị. Thì cái cây này mà cái bệnh này nó sẽ gây hại khi mà cây của mình ra lá non và trái non. Thì khi mà nó xuất hiện cái tình trạng là cây của mình nó có lá non và trái non thì mình phải phun phòng. Và những cái gốc thuốc mà mình sử dụng ở đây, ví dụ là gốc đồng nè, để gốc lưu huỳnh, rồi các cái gốc thuốc có chứa hoạt chất casugitaxin nè, rồi hexaconazole, simoxanin, rồi streptomycin, bitmethiazole. Đây là những cái gốc thuốc mà bà con mình có thể tìm để mà phòng cái bệnh rễ loét. Đa số là bà con mình sẽ sử dụng cái gốc đồng này nè. Gốc đồng này là bà con mình sử dụng rất là nhiều. Đồng xanh, đồng đỏ, rồi cốc 85, ED, rất là nhiều loại thị trường bà con mình dùng. Nhưng mà bà con phải lưu ý một vấn đề khi mà sử dụng thuốc gốc đồng á, bà con phải lưu ý nè. Gốc đồng là nó nóng và nó có tác dụng, nó làm đứng cái sinh trưởng của cây mình đi. Cho nên khi mà mình phòng á, bằng thuốc gốc đồng thì mình lưu ý lúc nó trái non hoặc là lá non thì mình phải sử dụng với cái liều lượng cho nó hợp lý, đừng xài cái liều lượng cao quá mà mình phải giảm cái liều xuống. Rồi giảm cái liều xuống thì lúc đó cái cây của mình nó ít bị là ảnh hưởng cái dạng đọt và dạng dạng trái non. Vì có nhiều vườn phun thuốc gốc đồng xong là trái không lớn được, trái chai luôn. Cái đó là gặp có tình trạng nó xảy ra. Và một cái vấn đề nữa là thuốc gốc đồng này khi mà mình phun lên hoa, những vườn đang ra hoa mà mình phun nó sẽ dễ gây ra tình trạng rụng bông. Thì bà con mình lưu ý khi mình sử dụng thuốc gốc đồng. Còn về vấn đề khi cây của mình nó đã trị bệnh này á, thì bà con mình phun liên tiếp. Nguyên tắc của trị bệnh rễ loét tối thiểu mình phải phun liên tiếp là 4 lần và mỗi lần là cách nhau khoảng 5 ngày. Lý do tại sao mà mình phải phun liên tiếp và phun liên tiếp 4 lần mà phun dài ngày như vậy? Bởi vì cái vi khuẩn rễ loét này á, nó nằm trong những cái vết bệnh ở sâu ở trong những cái vết bệnh đó. Khi mình phun ở bên ngoài mình cảm thấy một lần hai lần vết bệnh nó khô đi, mình không phun nữa thì mưa xuống tự động những cái vết bệnh này nó sẽ bắt đầu nó lây lan ra trở lại. Đối với rễ loét bà con mình phun làm sao mà cái vết rễ loét đó nó khô và nó rớt ra luôn á, thì lúc đó mới gọi là hết hẳn cái bệnh rễ loét này. Thì bà con phải phun liên tiếp, bởi vì nếu mà mình cái thời gian mà cách nhau mình phun dài ngày quá, ví dụ như mình phun 7 ngày hoặc 10 ngày á, thì khi có tới khoảng ngày thứ 6, thứ 7 hoặc thứ 8, thứ 9 là bắt đầu nó lại cái con vi khuẩn này gây ra bệnh loét này nó lại tiếp tục nó phát sinh. Thì bà con mình lưu ý là để mà thành công trong vấn đề mà trị cái bệnh này là bà con gặp bệnh này rất là nhiều.
thì mình phải phun liên tiếp và phun cách nhau mỗi lần cách nhau 5 ngày. Đó là cái mà kinh nghiệm mà trước giờ bên Khoa đi làm những cái vườn, trị những cái vườn nó bị ghẻ loét trên cây chanh, rồi cây cam, cây quýt, cây bưởi, thì mình áp dụng cái phương pháp đó thì mình cảm thấy nó hiệu quả. Nhưng mà một cái gì đó thì vẫn là khuyên bà con là mình nên phòng hơn là trị, đừng có để cái bệnh này nó phát sinh ra. Bởi vì cái bệnh này phát sinh ra là cực kỳ tốn tiền và cực kỳ gây hại luôn. Bà con mình phải nghĩ mà cứ phun liên tiếp 4 ngày một lần, 4 lần liên tiếp và mỗi lần cách nhau 5 ngày là cái lượng phun cực kỳ nhiều. Mà thuốc mà để trị cái bệnh ghẻ loét này thì thuốc cũng đắt chứ không phải thuốc rẻ. Mà không trị thì nó lây lan chóng mặt luôn. Nó lây từ cành sang lá, sang trái, sang bông, sang thân. Và đa số là những vườn nào bị là coi như là mình bị hư hại rất là nặng. Dàn cơ, dàn đọt của mình là nó bị hư hết. Rồi còn trên trái thì khỏi phải nói luôn. Trái nào trái đấy nó bị ghẻ là bà con mình phải bẻ bỏ chứ không thể nào giữ được. Thì bà con mình cố gắng làm sao mà mình để mình phòng chứ mình đừng để nó bị, mà trị rất là cực. Và trị thì phải tuân thủ nghiêm ngặt cái vấn đề đó. Không phải là chỉ 4 lần đâu, có những vườn tới 5 lần, 6 lần nó mới hết lần. Chứ không phải là vườn nào cũng 4 lần, nhưng mà đa số những vườn nào mà bị vừa phải là mình phun 4 lần liên tiếp nó sẽ khỏi. Rồi sau đó mình sẽ phun giãn ngày ra. Chứ có những vườn phun tới lần thứ 5, lần thứ 6 cây nó vẫn chưa ngưng được bệnh. Và thuốc thì mình sẽ luân phiên. Thì chút xíu nữa ở phần sau video sẽ có quay những cái sản phẩm thực tế, lúc đó sẽ phân tích sâu hơn về những cái hoạt chất ở trong đó, về giá thành, về cách pha, rồi chi phí của nó trên từng phi như thế nào, lưu ý nào khi sử dụng những sản phẩm đó, thì sẽ chia sẻ tiếp theo sau đây bằng video thực tế bà con xem. Bây giờ tiếp tục bên Khoa sẽ chia sẻ bà con về những cái sản phẩm mà bên Khoa đang cho các nhà vườn sử dụng để mà phòng trị bệnh ghẻ loét do vi khuẩn trên cây có múi. Đầu tiên là cái bộ đôi sản phẩm để mà phòng, bộ đôi tinh dầu trị sâu và trị nấm. Bộ đôi tinh dầu này thì nó có tác dụng là phòng ngừa nhện đỏ nè, sâu vẽ bùa nè, và phòng ngừa nấm khuẩn, đặc biệt là bệnh ghẻ loét. Đối với cây bưởi da xanh thì mỗi một cây lá chúng ta sẽ phun phòng ngừa sâu bệnh 4 lần trong mùa mưa này. Và cái sản phẩm tinh dầu trị nấm này thì nó chứa hoạt chất là anacardit được chiết xuất từ tinh dầu hạt điều cộng với các cái tinh dầu thảo mộc cũng như là nano đồng và nano bạc, thì hoàn toàn là an toàn với sức khỏe con người và mình có thể áp dụng trong canh tác hữu cơ hoặc là canh tác an toàn. Cái này thì bà con mình có thể yên tâm khi sử dụng cái bộ đôi này thì nó không hề độc hại cho con người và an toàn, không có tồn dư thuốc bảo vệ thực vật ở trong cái nông sản của mình. Bộ đôi sản phẩm này thì chủ yếu là mình sử dụng để phòng thôi, còn để trị thì nó vẫn trị được, nhưng mà lúc đó mình phải tăng cái liều lượng lên rất là cao, và khi tăng liều lượng lên cao thì dẫn tới là giá thành trên một phi nó tăng lên rất là nhiều, thì ảnh hưởng tới cái chi phí sản xuất của bà con. Cho nên việc trị thì Minh Khoa vẫn là áp dụng những cái bộ sản phẩm hóa học nhiều hơn là cái bộ tinh dầu này, chỉ trừ những cái trường hợp là những vườn đang canh tác theo hướng hữu cơ mà không sử dụng thuốc hóa học thì buộc mình sẽ dùng cái bộ này để mình trị. Còn nếu mà trị thì những cái bộ này trị nó vẫn rẻ hơn và nó hiệu quả hơn nhiều so với bộ đôi này. Bộ đôi này là bộ đôi để phòng. Thì chia sẻ với bà con tiếp tục là những cái bộ sản phẩm mà để mình trị cái bệnh ghẻ loét này. Thì sản phẩm tiếp theo là một cái bộ mà mình xài chung, đó là Sumovil Nhật. Thì hoạt chất của nó là hexacorazone và cái sản phẩm là Baxa. Baxa thì hoạt chất của nó là sunfua, là lưu huỳnh 80%. Thì cái hoạt chất mà hexacorazone này bà con mình cũng đã rất là quen thuộc với nó rồi. Những rất là nhiều cái dòng sản phẩm trên thị trường nó chứa hoạt chất là hexacorazone. Công dụng của nó là phòng ngừa nấm bệnh và có tính lưu dẫn. Sản phẩm này là phun là nó có tính lưu dẫn ở trên cây. Khi mà nó hấp thu vào trong cây của mình rồi nó sẽ lưu dẫn đi toàn bộ cây của mình. Còn cái sản phẩm mà Baxa này thì cái hoạt chất sunfua lưu huỳnh này nó có thể trừ được các cái bệnh ví dụ phấn trắng nè, rồi ghẻ sẹo, ghẻ loét, và đặc biệt là nó còn trị được cả nhện đỏ nữa. Nếu bà con mình phun cái sản phẩm này thì nó là một công đôi việc, mình vừa phòng bệnh mà vừa phòng được con nhện đỏ và nó ít gây ra cái tình trạng là kháng thuốc. Lưu huỳnh thì nó chỉ có tác dụng là tiếp xúc thôi chứ nó không có tính lưu dẫn và nội hấp ở trong cây. Nó phun trúng vào đâu thì nó có tác dụng vào đấy. Thì cái bộ đôi sản phẩm này, giá của sản phẩm này là 120.000 chai 1 lít và 2 phi. Cộng với cái này cũng là gói 1 kg, mình sẽ pha được với 2 phi luôn. Gói này là 80.000, còn chai Sumovil này là 120.000. Thì tính ra chi phí mà để mình trị thì nó là 100.000 cho 1 phi. Hai sản phẩm này giá nó 200.000, pha được 2 phi thì là mỗi phi như vậy
mỗi phi 200 lít là giá 100 ngàn để mà mình trị cái bệnh ghẻ lết này. Còn nếu như bà con dùng phòng thì mình giảm liều đi một nửa, nếu phòng thì giảm liều đi một nửa thì giá thành nó chỉ khoảng 50 ngàn một phi thôi. Những bà con nào như vườn bây giờ chưa bị mà muốn phòng á, sử dụng cái bộ này phòng rất là hiệu quả và rất là rẻ tiền. Và cái bộ này thì nó cũng ít có lưu dẫn, ít có tồn dư thuốc bảo vệ thực vật và cái độ độc của nó cũng không có cao. Tiếp theo là cái bộ sản phẩm M8 Plus và siêu sạch khuẩn. Thì trong này nó có hoạt chất là Siamonin, Simosanin và Macojet. Còn cái hai sản phẩm mà siêu sạch khuẩn là có cái gốc kháng sinh là Streptomycin và một cái gốc trị nấm lưu dẫn đó là Pitmer-Thiazone. Tổng cộng thì trong cái bộ sản phẩm này là bộ sản phẩm mạnh nhất để mà mình trị ghẻ lết trên cây có muối nè. Bởi vì tổng cộng nó có 4 hoạt chất. Trong đó có trị nấm nè, Simosanin thì nó trị nấm dưới dạng là nó hấp thu và nội hấp vào cây nhưng mà không có tính lưu dẫn, phun vào đâu thì hấp thu vào chỗ đấy thôi chứ không lưu dẫn ở trong cây. Mangozet cũng vậy. Còn lại cái gói này là gói lưu dẫn nè, hai gốc thuốc mà Bitmer-Thiazone này là gốc lưu dẫn và cái gốc kháng sinh cũng vậy, Streptomycin này là cũng là gốc lưu dẫn. Thì đa số là trong cái bộ sản phẩm mà để trị bệnh ghẻ lết do vi khuẩn cho bà con á, lúc nào nó cũng có hai sản phẩm. Một sản phẩm thì có tính là tiếp xúc và phòng ngừa ở bên ngoài cũng như là nội hấp vào trong cây nhưng không tính lưu dẫn, và một sản phẩm là kèm theo đó là mình sẽ có tính lưu dẫn, để như vậy thì nó mới trị được cái bệnh của mình. Bởi vì khi mình phun ở trên cây của mình á, không chắc là bà con mình có thể phun trúng được toàn bộ lá, toàn bộ thân, toàn bộ cành ở trên cây. Có những chỗ bà con phun không tới, hoặc là có những lúc bà con mình phun không kỹ, hoặc là một lý do gì đó mình phun nó sẽ không hết được toàn bộ. Thì khi mà những cái chỗ mà không phun trúng thuốc á, nó có những cái mầm bệnh ở lại đó thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng là đó là những cái nguồn bệnh, những cái ổ bệnh mà nó tiếp tục lây lan, nó không giải quyết được triệt để cái nguồn bệnh của mình. Cho nên lúc nào mình cũng phải cộng một cái loại thuốc lưu dẫn và một cái loại thuốc tiếp xúc để phòng ngừa. Và trong này thì lúc nào nó cũng có một cái loại thuốc trị nấm và một cái loại thuốc trị khuẩn. Tại sao cái bệnh ghẻ lết này là do vi khuẩn mà mình lại cộng cái thuốc trị nấm vào? Bởi vì những cái thuốc nấm này á, nó cũng có tác dụng để mà phòng trị được cái bệnh ghẻ lết này. Nhưng mà nó không phải hoàn toàn, nếu như bà con chỉ sử dụng riêng rẽ những cái sản phẩm trị nấm, ví dụ như sản phẩm này đi, Simosanin và Macojet, bà con mình sử dụng một mình sản phẩm này không bao giờ trị hết được bệnh ghẻ lết. Bởi vì nó chỉ có tác dụng là phòng trị nấm thôi, và nó tác dụng về bệnh vi khuẩn thì rất là yếu. Nhưng mà khi mà cái cây của mình á, nó bị ghẻ lết rồi á, thì nó có những cái vết thương ở trên lá hoặc trên trái, thì đó là cái điều kiện tốt để mà những cái nấm khác nó xâm nhập vào. Trong vườn của mình á, nó có đủ loại nấm lắm, chứ không phải một mình cái vi khuẩn để gây ra bệnh lết này đâu. Cho nên mình sử dụng cái sản phẩm giữa sản phẩm trị khuẩn cộng với sản phẩm mà trị nấm, thì nó vừa tác dụng mạnh để mà mình tiêu diệt được cái vi khuẩn mà gây ra bệnh ghẻ lết. Ngoài ra thì nó cũng phòng luôn những cái bệnh mà nấm khác, như tháng tư nè, rồi những cái mà bị nấm về thối lá, rồi rất là nhiều cái loại nấm. Thì mình cộng như vậy á, tiết kiệm được cái chi phí phun của mình và tăng cái hiệu quả của mình lên. Thì đây là ba cái bộ sản phẩm mà Minh Khoa hay cho những cái nhà vườn đang theo quy trình của công ty Nông Tâm sử dụng. Đây là một cái bộ sản phẩm tinh dầu thì độc quyền của công ty Nông Tâm. Còn đây là những sản phẩm mà mình sẽ nhập từ những cái công ty thuốc uy tín nhất để mà chia sẻ tới bà con. Bây giờ bà con mình bây giờ mua trên thị trường thì bà con mình nếu như mà không mua những sản phẩm này, bà con có thể ra đại lý mình mua gốc Hexacorazone này, thì tìm những gốc thuốc Hexacorazone này, rồi bà con mình tìm cái gốc thuốc Sunfua này mình mua này. Nếu như những bà con nào mà không sử dụng sản phẩm công ty Nông Tâm á, tìm gốc này mua Sunfua cộng với Hexacorazone, rồi mình cũng đi ra đại lý, trên đại lý nó sẽ có những cái loại thuốc tương tự như cái này, mình vẫn có thể mua cái Siamonin, Macojet, rồi Streptomycin, Pitmer-Thiazone, những cái hoạt chất này. Ngoài ra thì cái sản phẩm đồng thì hiện tại thì đồng bên công ty Minh Khoa chưa có nhập về ở trong kho cho nên chưa giới thiệu bà con được. Đồng thì đương nhiên là nó trị nấm khuẩn rất là tốt, thì cái đó ông đã chia sẻ ở phần trước của video rồi. Thì bà con tìm mua những cái loại đồng, ví dụ như cốc tâm lâm, rồi đồng đỏ, đồng xanh, rồi châm nhân, rất là nhiều loại đồng để bà con mình sử dụng, mình phun. Thì chia sẻ bà con một cái video về cái cách mà phòng trị bệnh ghẻ lết trên cây có muối. Thì bà con mình nếu như mà cảm thấy video này bổ ích thì có thể nhấn nút đăng ký chia sẻ video. Rồi nếu như mà bà con mình cảm thấy những cái sản phẩm mà Minh Khoa chia sẻ nó đang
có cái giá thành, có chi phí nó hợp lý với bà con mình đặt mua thì có thể liên hệ với số hotline trên màn hình, hoặc là bà con mình có những cái chủ đề nào, có những cái vấn đề nào mình cần được giải đáp thì cũng có thể liên hệ với số hotline đó, hoặc là để lại những cái bình luận ở dưới video thì mình qua chia sẻ bà con. Xin chào bà con và hẹn gặp lại bà con trong những cái video sau.